Sau rất nhiều những tin đồn tình ái với các hot girl Việt, thông tin Công Phượng yên bề gia thất với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh đã làm người hâm mộ của cầu thủ này phải trầm trồ. Trong số những ý trung nhân của chàng tiền đạo tài hoa này, có những người đã được công khai chính thức, nhưng cũng có những quan hệ chỉ là tin đồn. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là mối tình với Hòa Minzy vào năm 2015. Trong khoảng thời gian yêu nhau, để thể hiện tình yêu, Hòa Minzy còn xăm đầy đủ họ tên Công Phượng vào ngực trái và tuyên bố sẽ không bao giờ xóa hình xăm. Cặp đôi này cũng nhiều lần lộ ảnh thân mật trên truyền thông. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần tới sân để cổ vũ cho Công Phượng thi đấu. Thế nhưng thời điểm đó, sự nghiệp của Công Phượng gần như chững lại, yếu tố chuyên môn bị lu mờ bởi những chuyện bên lề sân cỏ. Vì vậy, chuyện tình của cặp đôi gặp nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Đến cuối năm 2016, cặp trai tài gái sắc này đã chính thức đường ai nấy đi. Sau khi chia tay Hòa Minzy, Công Phượng mắc vào tin đồn tình ái với cô bạn đồng hương Thoại Di. Trên ngón tay đeo nhẫn của Công Phượng xuất hiện dòng chữ HPTD kể từ năm 2014. HPTD là tên gọi đặc biệt của Công Phượng và bạn gái thân thiết ở quê nhà. Trong đó hai ký tự đầu tiên HP là chữ viết tắt tên của hai người Hoa Phượng. Hai chữ cuối TD trên kẽ tay Công Phượng có nghĩa là Thoại Di. Tuy nhiên tuyển thủ quốc gia này cho biết ý nghĩa của hai từ này là một bí mật anh không thể tiết lộ. Mỗi lần Công Phượng về quê, hai người thường có những buổi đi chơi với nhau. Trước đó vào năm 2014, Công Phượng liên tục lộ ảnh thân thiết với em gái nuôi của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tên Nguyễn Phương Anh. Tuy nhiên nói về những bức ảnh thân mật trên, hot girl quê Yên Bái giải thích rằng vì Bùi Tiến Dũng khi đó thi đấu cho Hoàng Gia Lai nên cô thường đến sân cổ vũ cho anh trai. Cô rất hâm mộ Công Phượng nên việc chụp ảnh chung, khoác tay hay bá vai thân thiết là điều bình thường. Sau khi thông tin hai người hẹn hò được lan đi, nhiều người lạ đã gửi tin nhắn đến Facebook với mong muốn tìm hiểu sự thật cũng như tò mò về mối quan hệ đã đi đến đâu. Cô thừa nhận với họ có quý Công Phượng nhưng tình cảm chỉ dừng lại mức bạn bè. Mới đây, Công Phượng cũng dính tin đồn với một cô gái tên Võ Thị Hoài. Nguồn cơn của tin đồn này là do hot girl xứ Nghệ đăng ảnh video call với tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam khi ấy. Dù vậy, ngay sau đó cả hai đã có những lời phân trần về mối quan hệ chỉ dừng lại mức bạn bè. Chuyện của em với Công Phượng chỉ là tình cờ. Em nói chuyện với bạn và vô tình thấy anh Phượng qua điện thoại. Sau đó em trò chuyện với anh Phượng. Anh Phượng vui tính nên khen em xinh gái bằng tiếng Nhật. Em có bảo anh ấy chụp vài tấm hình làm kiểu qua FaceTime. Thật vui khi được chấp nhận, Võ Thị Hoài giải thích. Chưa hết, Phượng cũng từng có bức ảnh chụp chung với cổ động viên xinh đẹp Thái Thảo Nguyên, khiến rất nhiều người hoài nghi. Tấm ảnh chung của hai người được chụp trong một dịp cô nàng xinh đẹp này tới Nghệ An để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng Upshot V-League 2016. Dù chỉ là tình cờ, nhưng tấm ảnh chụp chung đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi trong mối quan hệ giữa cô hot girl Đà Nẵng và chàng cầu thủ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Mới đây nhất, Công Phượng cũng được cư dân mạng gắn ghép với hot girl đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan. Trong một buổi livestream, Hoàng Thị Loan bông đùa rằng Công Phượng về thì thăm nhà Phượng chứ có thăm nhà Loan đâu. Phượng có biết Loan là ai đâu. Hơn nữa nếu mà tìm hiểu thì phải để Công Phượng tìm hiểu Loan chứ. Câu nói này khiến rất nhiều người nghĩ về tương lai của cặp đôi này. Sau tất cả những tin đồn, cuối cùng Công Phượng cũng đã tiến đến điểm cuối hạnh phúc với Viên Minh. Chúc cho chuyện tình của tiền đạo tài hoa này sớm đơm hoa kết trái như các đồng đội đã lập gia đình ở đội tuyển Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.